Không có đâu. Ê, lạ thiệt. Mẹ của em không phải đến thăm em hay sao? Hả? Mẹ em đến thăm em à? Thôi chết rồi, anh Phi à, anh về lẹ đi. Nếu không bà đến đây, bà sẽ giết chết anh đó. Bà tới thì càng tốt. Chúng ta có thể cố gắng khuyên bà. À, không không, con sẽ càng rối thêm thôi. Anh Phi, tốt nhất anh hãy về liền đi. Em sẽ cố gắng khuyên bà để bà bỏ cái ý niệm trả thù đó. Nhưng mà anh sợ em bị. Anh Phi, lòng dạ của anh em hiểu lắm. Mẹ em không bao giờ giết chết em đâu. Anh, vì tương lai của chúng ta, anh hãy đi lẹ đi. Để khỏi tới chừng đó càng bàn càng rối thêm thôi. Đi. Được. Vậy anh về nhà trước. Ừ. Ngày mai anh sẽ qua thăm em nhé. Ừ. Sao lùa cột tóc của em sao lại rơi xuống đất vậy? Em cũng không biết nó rớt hồi nào nữa. Em Tuyết, hãy cột lại đi. Con chắc chắc đừng để rơi nữa. Em Tuyết, em sao rồi hả? Em không sao đâu. Anh cứ yên tâm đi, em không có sao đâu. Trời ơi, cậu đã mất tích rồi. Cái gì? Trời ơi, anh cứ lo cho cậu cầm mắt mù lòa. Nếu rủi trời
là không thể tưởng tượng là trời chết rồi. Không anh à, em nghĩ rằng cổ nhất định đi không xa đâu. Chúng ta chia nhau đi tìm cổ liền. Đúng rồi. Em ba, để lắm nữa. Tôi nói cho cái chú Bình này ráng đi tìm người giùm tôi nha, hả? Chuyện đó làm sao chối cãi được chứ. Đúng rồi, đi. Thôi ta đi. Của các ông không còn thù hằn với các ông nữa, tại sao các ông lại bao vây tới?